Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má trên mạng Internet qua PowTalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2566. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản. Phần 2: Phật pháp, bài 31. Đạo đế, phần chánh định, do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh một toàn minh hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Như tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đến lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đến lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Lễ nhập sự kính lễ giáo pháp, kính lễ tâm chúng. Hãy kính thưa quý vị, tùng môn sổ giáo giới định tuệ là ba nền tảng tu tập để đưa đến sự giải thoát. Nói về con đường trung đạo thì phần giới chánh hưởng chánh nghiệp chánh mạng, phần định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và phần tuệ là chánh kiến, chánh tư duy.
Hay định quẩn ở đây tức là nhóm pháp thuộc về tăng thượng tâm ở thiên chức tác, làm cho tâm được an định, trở nên sắc bén, làm nền tảng cho tuệ phát sanh. Trong cái phần đạo đế chúng ta học về bước chánh đạo thì chúng ta đã học từng chi phần cho đến cái phần tức là chánh tinh tấn, chúng ta vừa học chánh niệm cũng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học phần định. Cái định này nếu mà chúng ta nói theo chi pháp á, thì nó gồm có chánh định, nó gồm có định ở trong tâm thiền, sắc và vô sắc. Tuy nhiên, chánh định chúng ta phải hiểu đó là cái sự tập trung và trong cái sự tập trung tư tưởng trên một đề mục thì đầu tiên gọi là Khanika Samadhi, là sát na định, Ekakata là nhất hành ở trong cái tâm thiện dục giới, chú niệm ở trên đề mục cũng gọi là định, nhưng mà đây là sát ra định bởi vì nó chỉ khởi lên một chốc rồi cái đó hết, còn đó nó diệt đi, tức là định này nó diệt đi rồi sanh khởi cái sát na tâm khác, lại có định khác sinh khởi. Một người tu tập lâu ngày ngày nào cũng dùng cái sát na định để chú tâm trên địa mục, đến khi đã thuần thục biết dạy thì định đó nó trở thành Upacara Samadhi, là cận định hay là cận hành định. Với cái trạng thái định này, hành giả có thể khởi lên phỉ lạc vi tiết, rồi đến Apana Samadhi là kiên cố định hay là an chỉ định, tức là định thuộc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới và vô sắc giới. Cái định đó nó sẽ có một mãnh lực để đưa đến thần thông thân trí vân vân. Nhưng mà chánh định ở trong bát chánh đạo đó thì chánh định này chúng ta phải hiểu nếu mà định làm nền tảng cho tuệ giải thoát thì an chỉ định cũng được, mà nếu không thì cận định Upacara Samadhi cũng giúp cho cái tuệ quán phá sanh được, hoặc là thậm chí một vị hành giả tu tập
họ không có chứng thiền, không có chứng xa cái kiên cố định, nhưng mà họ chứng được cái sát na định. Thì dùng cái sát na định ở trong cái tâm thị dục giới đó, ekakata trong tâm thị dục giới đó, để an trú trên đề mục, cũng có thể làm nền tảng cho tuệ quán và sanh định. Bây giờ thì chúng tôi đã thấy Hòa Thượng Giác Nhãn online rồi. Vậy mời cô Xuân đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Hòa Thượng giảng sư và được nghe lời giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã giảng nhập bài pháp hội hôm nay. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kệ thỉnh pháp sư. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu pháp căm cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu xin. Bạch Thế Tôn, muôn nghìn ân đức, pháp vô biên, mạng túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít quỷ may mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lá mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phàm thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lọc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trấn pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cỡ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh trang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Thích Tha ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, đây là Thiều Tùng Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng tôi muốn bắt đầu bài học ngày hôm nay với một lời xin lỗi, là vì lý do kỹ thuật, chúng tôi đã không thể có desktop và laptop để soạn bài. Và ngày mai này thì chúng tôi sẽ gửi luôn cả hai bài, bài hôm nay và ngày mai, nếu vị có tài liệu tham khảo. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng bài thôi, chứ không có bài viết sẵn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chi phần số 8 của Đạo Đế. Đạo Đế tức là Bát Chánh Đạo. Và chi phần sau cùng Bát Chánh Đạo đó là Chánh Định.
Thưa quý vị, đi qua mỗi một chi phần của Bát Chánh Đạo thì chúng ta đã thấy được một số những cái tố chất rất là quan trọng cho hành trình tu tập. Riêng về ba cái chi phần cuối đó, là chúng ta nói về nghị lực hay là cái sức mạnh nội tại đó, thì chúng ta nói về chánh tinh tấn, sự tỉnh thức, đó là chánh niệm, là cái khả năng mà chúng ta có thể bám sát đối với thực tại. Và cái chi phần sau cùng ngày hôm nay là chúng ta nói về khả năng tập trung. Khi này chúng tôi vào trễ được, nhưng mà cũng được nghe phần cuối cùng của Hòa Thượng Tuệ Siêu đề cập đến những cái định nghĩa có tính cách rất chuyên môn về, sát na định, về cận định và kiên cố định. Thì có lẽ là chúng tôi không phải trở lại để nói nhiều. Chỉ có điều như vậy, thưa quý vị, là chúng ta muốn nội tâm được được mạnh, được thuần hóa, thì chúng ta không thể thiếu vị tập trung, tức là để tâm trên một cái đối tượng, trên một việc gì đó, cho đến khi tâm của chúng ta thật sự là an lạc, thật sự là thoải mái. Một người còn nhỏ mà không thích đi học á, muốn học giỏi á, thì phải có cái thời gian răn đe của cha mẹ thầy cô để có thể đem tâm vào trong bài vở và việc học hành. Có những em, và đặc biệt là trẻ em ở miền quê, thì có nhiều em không có thích học, thưa quý vị, chỉ thích rong chơi ở ngoài ruộng đồng, nhất là đi chăn trâu, đi bắt cá, thì nó vui, nghêu ngao thì ở ngoài đồng ruộng vui, còn tập trung vào sách vở thì rất là chán. Mà nếu mà không có tập trung vào sách vở mà chỉ vào lớp học nghe rồi đi về đó, thì thật ra nó không gì thấm hết. Hay là chúng ta để ý trong đời sống hàng ngày, mình làm việc gì đó mà đạt đến cái chỗ gọi là thành thạo, thì luôn luôn đó phải qua một cái quá trình là mình phải làm việc rất nhiều, làm việc trong một cái bền bỉ, thậm chí ban đầu khó khăn, thời gian đầu thất bại, không có tiến bộ, nhưng mà cứ thế mà làm, thì sự tập trung đó nó tạo nên một cái khả năng là khiến cho chúng ta cảm nhận thích nghi, thẩm thấu, mà chúng ta còn đạt đến mức độ là tinh tế. Và giờ như vậy để được, chúng ta có thấy được cái kết quả của tâm định. Thỉnh thoảng quý vị nghe chúng tôi và Hòa Thượng Tuệ Siêu cũng như Chư Tăng có bàn với nhau về một việc đó, là ngày nay có rất nhiều vị xuất gia mà khi mà vào trong chùa không có tập trung vào việc học, kinh điển. Nghe nói thì nghe nói loáng thoáng, những vị này có khi có bằng cấp, thậm chí có bằng cấp tiến sĩ Phật học, có đủ thứ hết, nhưng mà không có nào đầu sâu hết. Phần lớn là dùng cái trí nhớ học lấu thoáng qua, học rất là đọc mà nghe thì lớn chuyện, nhưng mà không có thấm nhuần, đơn giản, tại vì thực ra họ không có một cái sự ưa thích thật sự đối với pháp, và cũng không có cái thời gian cho phép mình ngâm tẩm ở trong cái pháp học. Và khi mà mình không có được phép ngâm tẩm như vậy đó, cái tâm mình luôn luôn muốn cái này tìm cái kia, thì cái gì cũng chúng ta cũng làm đại khái phớt qua. Để hiểu về chánh định đó, thì chúng ta cũng nên hiểu về một cái bản chất rất là tự nhiên của tâm ý, đó là bản chất hay phan viên, bản chất hay nghĩ ngợi lung tung, người ta gọi là giống như con bắt cóc bỏ đĩa kìa. Nếu bắt cóc bỏ đĩa thì con cóc thì bản chất của nó là phóng mà nhảy, một cái đĩa nhỏ như nó phóng ra ngoài đó.
Khi chúng ta đã thực sự ngồi xuống để tu tập thiền, thì điểm đầu tiên mình khám phá ra rằng cái tâm của chúng ta rất là buồn chán khi mà phải trụ một chỗ, và ngay là cả hơi thở ra vào chúng ta cảm thấy rất là buồn nản. Tại vì sao? Tại vì cái tâm ý, cái bản chất của nó là đi tìm cái gì đó mình thích, gọi là cái thị hiếu hay thị dục, đi tìm cái gì đó mà mình thỏa mãn, hoặc giả là mình đi tìm cái gì để mà sáng tạo, để suy nghĩ. Sáng tạo, suy nghĩ hay là thị hiếu, tất cả điều đó, đó nó đều là những nguyên nhân khiến cho chúng ta không có an lập cái tâm của chúng ta trên một điểm như là hơi thở. Và chúng ta tiếp tục tạo ra một cuộc sống thiên hình vạn trạng, nhiều màu nhiều sắc. Và mình nghĩ rằng đó là sự sáng tạo, đó là sự phong phú của cuộc sống. Nhưng mà kỳ thật á, trong sự sáng tạo phong phú đó, tâm của chúng ta nó bay nhảy rất là nhiều. Với cái sự miên man chuyển từ điểm này sang điểm khác, đi tìm cái này, sục sạo cái kia, thì quý vị, cuộc sống của chúng ta đa dạng, cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn sắc. Nhưng mà ngược lại đó là chúng ta không có được một thứ rất là quan trọng trong đời sống, đó là định lực hay là sức mạnh của sự tập trung. Sức mạnh của tập trung làm cho chúng ta thành thạo, sức mạnh của tập trung làm cho chúng ta thuần thục, sức mạnh của tập trung làm cho chúng ta có được một cái nội lực mà người thường không bao giờ để ý tới. Mình nhìn chung quanh thấy bất cứ ai làm việc gì cũng vậy, ban đầu thì mới khởi sự, ví dụ như mình học làm vườn, mình học nấu ăn, mình học Phật pháp ở trong Hall Talk, hay là mình học ngồi thiền, thì bước đầu tiên hầu như là ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng có những cái mới lạ, có những cái không quen, và có những cái mà người đời ở dưới quê chúng tôi thường chỉ gọi là lỏng cổng. Lỏng cổng tức là ban đầu thì mình cảm thấy nó không đâu ra đâu hết, mình cảm thấy không có bắt nhịp được, là không có đúng chuyện. Nhưng mà nếu chúng ta kiên nhẫn vượt qua cái thời gian mà lỏng cổng, vượt qua cái thời gian mà ngỡ ngàng đó, thì chúng ta cứ thấy dần dần nó trong quen thuộc. Khi quen thuộc rồi đó, thì chúng ta sẽ thoải mái hơn, bền bỉ hơn, và dần dần chúng ta sẽ thành thạo hơn. Chúng tôi nhớ là bên truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, có một bài điều mà đối với một người mới vào tu, nếu mà không có tụ tâm lâu và không có làm quen thì khó làm lắm. Mặc dù chuyện rất là đơn giản, vì đầu tiên là chúng tôi nói là mặc y á, mặc y là xuất gia, thì cái y của Chư Tăng thật ra đó là một tấm vải hình chữ nhật vắt lên người. Và thứ gì, một điều rất là thú vị là Chư Tăng mà đã mặc y quen rồi thì có thể mặc y đi tới đi lui, và thậm chí đôi khi là việc này việc khác. Thí dụ như cách đây một hai hôm đó, chúng tôi mặc y và lúc đó chúng tôi tắm cho con chó, hai con chó mới ở chùa đó, thì có một Phật tử nói với chúng tôi rằng sư hay quá, sao sư làm việc mà cái y nó không có rớt xuống. Thì chúng tôi cười, đó là một điểm mà tự nhiên lắm thưa quý vị. Rất là tự nhiên là khi mình mặc y đã quen rồi thì mình có làm việc thì nó không đến nỗi, có đôi khi nó tụt xuống một chút nhưng không đến nỗi, nhưng người không quen mặc lên giúp giúp chút xíu lên tụt xuống thôi. Và một cái khác nữa đó là tụng kinh Pali. Tụng kinh Pali, tụng thì nó dễ chứ không khó, nhưng mà nếu mà
là một người mà chỉ bắt chước và bắt chước lặp đi lặp lại một hai lần thì khó tụng lắm. Phải là một người nói sai danh từ quý thầy mình bắt tông là thấm mùi tương giao, phải sống lâu thì mới tụng được. Và khi một khi mình tụng được rồi đó, mình đã cùng trúng giọng được bài kinh rồi, qua những bài kinh khác là học cũng nhanh. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện mà một sớm một chiều lướt sơ sơ qua và mới thấy tụng kinh được. Ngay cả một việc làm mà chúng tôi nhớ là hồi nhỏ chúng tôi mới vào chùa đó, là mình thích đi khất thực lắm và kết thực thực lắm. Nhưng mà khi đi khất thực thì nó đủ cái chuyện hết, không không có đơn giản là băng mình bác đi vào làng đâu. Dạ, nào là đi sao mà y cái y mình nó không có tụt xuống, làm sao cái bình bát mình trồng cho nó khéo. Và khi ta đặt được bình bát, mình phải mở nắp bát ra thế nào, và khi cái bát nặng quá mình phải làm sao, ví dụ như vậy. Và mình đi vừa để ý bước chân của mình, để ý áo mình, mà vừa phải đi ý nhà của người ta, chứ mình lo để ý bước chân xong để ý nhà ta. Những cái này nhìn nó đơn giản nhưng mà nó phải tập trung, nó mới quen thuộc được. Cả như quý Phật tử ở trong nhà, những việc làm từ chuyện mà dọn dẹp hay là nấu ăn hay là làm vườn, quý vị thấy sở dĩ mình làm nhanh, làm gọn, làm chính xác là vì chúng ta thường làm, quen làm. Còn nếu mà mình không thường, không quen làm thì mình làm không có nào nó ra cái nào hết. Dạ, làm nó có nhiều cái trật lắm. Do vậy cái khả năng bền bỉ làm việc gì đó là bền bỉ làm nhiều rồi thì nó mới sinh ra một cái năng lực. Dạ, các vị thiền sư, và nếu quý vị đi tu khóa thiền thì các vị hay dùng một cái thí dụ rất là cổ điển. Dạ, là cái kính lúp. Cái lúp là kính mà mình để dưới ánh sáng mặt trời thì nó quy tập cái ánh sáng mặt trời, và do cái quy tập mà mình để một chỗ, và nếu mình để một chút cái giấy mình nó dễ cháy nằm, thì cái sáng mặt trời đó có thể tạo nên lửa được nếu mà biết cách làm. Thì thưa quý vị, cái lúc làm hiện tượng để nó quy tụ ánh sáng mặt trời vào một chỗ, và đồng thời mình phải để yên. Nếu quý vị cầm cái lúc mà quý vị cứ ra chỗ này ra chỗ kia không tập trung chỗ thì không tạo ra ánh sáng được. Dạ. Thì cái lúc đó là một cái ví dụ rất là chính xác cho chúng ta biết về cái khả năng tập trung. Mà cái tâm con người mình lạ lắm thưa quý vị. Mình làm cái gì đó quen rồi đó, mình làm rất là nhanh. Dạ, rất là nhanh. Có một lần một Phật tử hỏi chúng tôi là mình được các vị đi vào trong lớp học sinh hoạt, thấy mỗi ngày chúng tôi soạn bài thì quý vị hỏi chúng tôi là những cái bài như trong tương ứng là chúng tôi mất bao lâu chúng tôi soạn, thì chúng tôi nói rằng thường là mất 30 phút. Dạ, buổi sáng chúng tôi thức dậy trước khi tụng kinh thì chúng tôi ngồi thiền, thì chúng tôi soạn xong chúng tôi gửi đi với Phật tử. Thì các vị có thể ngạc nhiên là sao có nhiều bài kinh nghĩ rằng có mất vài tiếng để suy nghĩ để soạn bài chứ sao mất có 30 phút thôi. Thì chúng tôi nói rằng thật ra việc đó là cái việc làm rất quen rồi, quen rồi, ngày nào cũng làm đó, mà cả đời làm hay là trong lớp Phật pháp bước thứ ba làm không mấy năm rồi, thì tự nhiên mình ngồi vào mình biết cái chỗ nào làm cái gì. Đôi khi gặp trở ngại giống như là một tháng qua chúng tôi gặp tình trạng là không có điện, thành ra chúng tôi không xài được cái desktop, mà cái laptop mà chúng tôi xài đó thì nó cũng hơi phiền, thành ra chúng tôi không để bằng thích văn vào. Vài hôm nữa trở lại bình thường thì chúng tôi sẽ trở bằng thích văn. Nhưng mà nói như vậy là quý vị, cái gì mình quen rồi đó, dạ, thì mình sẽ làm nhanh, dạ, quen sẽ làm nhanh. Như câu chuyện mà chúng ta nghe thời Chiến Quốc á, Ngũ Tỷ Tư là mấy ông lão bán dầu á, là Ngũ Tỷ Tư bắn cung một cách rất là thiện xảo, dạ, bắn rất là thiện xảo, bắn 10 phát trúng đích, trúng cái tâm điểm đủ 10 pháp. Thì có ông lão đi ngang, ông lão bán dầu đi ngang, ông chỉ ngó mà chỉ ngó thôi chứ không phải khâm phục gì hết. Thì Ngũ Tỷ Tư mới nói dường như ông không có
ông không có tâm phục lắm về cái nghề thiện xã của ta. Thì ông lão mới nói rằng thật ra cái chuyện đó chỉ là quen tay thôi. Quen tay thì Phật ông bảo đặt một cái chai dầu xuống, để trên nó một cái đồng trinh, tức là đồng xu, có cái lỗ nhỏ. Và ông lão đã rót dầu vào trong lỗ của đồng xu đó và cũng rớt ra ngoài một giọt nữa. Thì đó chỉ quen tay. Và cái quen tay hay cái thành thạo nó đến từ cái sự tập trung. Cái căn bệnh của thời đại ngày hôm nay, thưa quý vị, là chúng ta có quá nhiều thứ và chúng ta thường bị tản tâm, hay là tản thần, là cái thần khí của chúng ta không có tập trung được, nó bị phân tán. Tâm tư chúng ta bị phân tán nên nhìn ở bên ngoài thì chúng ta có vẻ đa dạng đó, có vẻ là biết đủ thứ hết. Ngày nay thưa quý vị, các vị xuất gia đó, chúng tôi không biết Việt Nam sao mà ở bên Mỹ chúng tôi gặp một số các vị trẻ từ Việt Nam qua đó. Các vị này rất là giỏi, là tiếng Anh của các vị này khá hơn là các vị tiền bối hồi trước. Rồi các vị cũng biết chữ Hán, không biết là trình độ tới đâu nhưng mà cũng biết biết viết thư pháp, rồi biết Trung Hoa, rồi biết nấu ăn. Mà cái số tăng đi sinh bây giờ nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Chúng tôi nhớ rằng thời mà chúng tôi vào tu hay là qua bên Mỹ gặp các vị thì có vị họ giỏi về cái gì đó nhưng mà không có giỏi nhiều như bây giờ. Nhưng mà ngược lại đó, khi nói chuyện lâu thì chúng tôi nhận ra các vị này không điểm rằng các vị này biết nhiều, nhiều nhưng mà không có chiều sâu. Dạ, nhất đặc biệt là Phật pháp. Dạ, thậm chí các vị cũng biết sách nhưng mà rồi viết là một sự sầu đấu, là góp chặt chỗ này chút, chỗ kia chút, trích chỗ này chút, chỗ kia chút, chút về thôi. Chứ các vị không có, các vị không có thực sự là thẩm thấu, các vị không thực sự là có cái chiều sâu về mặt Phật pháp. Về điều này thì dễ hiểu lắm. Giờ quý vị tưởng tượng một tăng ni mà chỉ có hai mấy tuổi mà có bao nhiêu bằng cấp, rồi bao nhiêu kỹ năng, thì giờ đâu mà học kinh điển một cái sông kính được. Đừng nói chuyện tu thiệt là cứ phải học cái này, học cắm hoa, rồi học học nấu ăn, rồi học thư pháp, học cái này kia, cái gì cũng biết hết. Nhưng biết cái này chúng biết cái chúng, dĩ nhiên là cũng có cái hay đó, nhưng mà nó nói lên một cái căn bệnh muôn thuở của thời đại đó, là căn bệnh thiếu thiếu tập trung. Vì vậy, một cái điểm đầu tiên để chúng ta tu tập chánh định trong Bát Chánh Đạo đó là chúng ta phải chấp nhận đi qua một cái giai đoạn. Giai đoạn đó chúng tôi gọi là sa mạc của người tu tập, sa mạc của hành giả. Người ta nói sa mạc tuổi trẻ, chúng ta tạm gọi là sa mạc của hành giả. Cái sa mạc đó là gì? Đó là thời gian rất là buồn chán. Dạ, thời gian rất là buồn chán. Cuộc sống của mình nó đang nhiều sinh khí, đang vui, và bây giờ mình bắt đầu tập trung, bỏ bớt, hạn chế. Dạ, không có hạn chế không tập trung được, mà muốn hạn chế thì chúng ta bỏ nhiều thứ. Thật ra về điều này đó, khiến cho mình cảm thấy là buồn. Những vị nào đã từng tu thiền thì biết rằng một vị mới vào trường thiền, và nhất là lần đầu tiên hành thiền, có khi 2-3 ngày đầu rất là vất vả chính mình. Chưa bây giờ đã cảm thấy nản, cảm thấy buồn như vậy. Chúng tôi nhớ lần đầu tiên đi tu thiền với Ngài Silananda đó, thì đến đó họ sắp xếp cho mình chỗ ăn, chỗ ở. Bây giờ thiền tập thì lên chánh điện đi ngồi thiền, thì chỉ tụng kinh chút rồi gõ đầu ngồi, ngồi im lặng, thiền định, tập thiền nhìn hơi thở, và xuống thì trở về căn phòng. Yeah, căn phòng đó thì không có gì, là chỉ lúc đó chúng tôi ở chung phòng với Ngài Silananda. Yeah, có hai cái giường ở trên Berkeley đó, thì ngài là thiền sư sành chúng tôi rất là kính ngài. Buổi sáng buổi tối đảnh lễ ngài rồi, mình đi ngủ mình nằm cũng không có thoải mái nữa. Và 3 ngày đầu chúng tôi cảm thấy giống như cực hình. Đời sống mình chưa bây giờ mình sống mà không có sách vở, không có TV, mình sống không có đọc báo, không biết gì hết, không biết thế giới bên ngoài là gì. Và 3 ngày đầu thì rất là buồn chán.
Nhưng bắt đầu ngày thứ tư, thứ năm thì cảm thấy dễ chịu hơn. Dạ, cảm thấy dễ chịu hơn. Và đến khi hai tuần lễ hoàn tất thì mình mới thấy rằng mình đã bắt đầu từ cái sự buồn chán, trống trải, đơn điệu, nó chuyển sang cái khả năng tập trung và mình dễ dàng để theo dõi hơi thở nhiều hơn. Dạ, cái này là cái mà tất cả chúng ta phải chấp nhận, đi qua một cái sa mạc của hành giả tu tập. Dạ, sa mạc đó là một cái giai đoạn mà mình đi sống ngược lại với thói quen, sống ngược lại với cái bản năng, sống ngược lại với cái tập tính cố hữu của mình, đó là cuộc sống lắm chuyện, cuộc sống đa đoan, cuộc sống mình tạm gọi là phong phú, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và bây giờ trở về với cuộc sống đơn giản, cuộc sống có tập trung nhiều hơn. Thì thưa quý vị, khi mà mình vượt qua cái giai đoạn này rồi đó, và để vượt qua giai đoạn đó thì hành giả phải có thực sự một cái cách để gom tâm. Dạ, cái gom tâm này ở trong sớ giải cũng như trong kinh đôi khi dùng cái thí dụ như là một con thú hoang, như con ngựa hoang hay con trâu rừng, người ta đem về người ta muốn thuần hóa đó, thì người ta dùng cái cột. Dạ, họ cắm cái cột xuống vào, lấy sợi dây họ cột nó lại, thì bắt đầu cột nó lại đó thì nó lại nó chỉ quanh quẩn một chỗ, và thậm chí nó tìm cách bứt phá, nó tìm cách để làm sao để thoát khỏi cái dây cột đó. Nhưng khi cột thời gian nó quen rồi đó, thì thưa quý vị, nó sẽ lẫn quẩn lại đó. Dạ, con vật nó có cái tập tính là như vậy. Cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Thời gian đầu, ngoài cái chuyện mà giới hạn, chuyện chi phối ở bên ngoài đó, thì chúng ta phải có khả năng tìm một cái gì đó để cột tâm. Và cái cột tâm tốt nhất đó là hơi thở. Dạ. Tại sao hơi thở là cái cột tâm tốt nhất? Vì thứ nhất là chúng ta có thể theo dõi hơi thở trong cái một cái điều kiện an lạc nhất, yên tĩnh nhất. Lấy thí dụ là theo dõi bước chân cũng là một cách, nhưng mà khi mình theo dõi bước chân là mình phải xây dịch, mình phải di chuyển, và khi mình di chuyển nữa là mình phải có một cái cách thế điều khiển thân của mình. Chúng ta cũng không có toàn tâm để theo dõi bước chân, và khi mình theo dõi hơi thở thì mình có thể ngồi một cách bất động, nhưng còn an nhiên. Quý vị thấy một người ngồi thiền, ngồi theo dõi hơi thở thì người đó có thể là không có để ý chuyện gì khác, cơ thể không chút gì tại. Và khi mình theo dõi bước chân chẳng hạn, nếu quý vị đi kinh hành theo bước chân, quý vị phải ra sức để bước, còn hơi thở thì không. Hơi thở dù chúng ta có ra sức hay không ra sức thì nó vẫn có. Hơi thở luôn luôn có, không cần phải gắng sức thì chúng ta vẫn thở, hãy còn sống thì còn thở. Và một cái đặc sắc nhất của hơi thở đó là nó không có đơn điệu quá để chúng ta có thể bị quên đi. Thí dụ như vị nào hành tứ niệm xứ đó, đôi khi chúng ta niệm về đại quân nghi hay là đại tư thế, những tư thế lớn như là đi đứng nằm ngồi, đi mình ngồi xuống á, và mình vừa ngồi xuống thì mình có thể cảm nhận là mình đang ngồi. Nhưng mà khi mình cảm nhận lâu một chút nữa đó, thì mình thấy cái gọi là ngồi á, nó tự nhiên nó nhạt nhòa đi, tại vì nó là sự bất động, như đứng cũng vậy và nằm cũng vậy, nó là sự bất động nằm một chỗ, tức là nó không có cái sự tương phản để chúng ta dễ dàng nhận thấy. Còn hơi thở đó thì nó luôn luôn có hai cái nhịp điệu là hoặc ra hoặc vào, và khi nó ra nó vào như vậy đó, nó tạo nên một sự tương phản rất nhẹ, tương phản nó không có lộn xộn, nó không có muôn màu muôn sắc, cái tương phản nó không có làm cho chúng ta mất đi cái định lực. Thành ra hơi thở là một cái gì rất là tuyệt diệu. Dạ, vị nào mà đọc cái bài kinh gọi là kinh thân hành niệm á, thân hành niệm, tức là niệm hơi thở, và nhiều bài kinh khác, thì Đức Phật dạy rằng niệm hơi thở là gì rất là lợi lạc lắm, là bởi vì hơi thở có hai cái nhịp điệu ra vào, và nó không có quá nhiều để khiến chúng ta lãng tâm,
nhưng mà nó không quá ít để tâm chúng ta trở nên bụi lực. Nên chỉ hơi thở là một cái trụ để cột tâm. Tâm ở đây tức là cột thú quan, và hơi thở là cột trụ để cột thú quan nó cột vào và nó từ từ được thùng quá đi. Thì thưa quý vị, chúng ta phải có cái thái độ vừa hiểu biết cái bản chất của nội tâm là hay phóng, bản chất nội tâm là hay phân viên, bản chất của nội tâm là hay tưởng tượng. Do vậy mình chấp nhận cái vất vả ban đầu, chấp nhận những sự buồn nản ban đầu, nó buồn thì kệ đó, nó chán thì kệ đó, mình nhất định là mình cứ theo dõi hơi thở. Và điểm thứ hai là mình càng tu tập thì mình càng hiểu rằng hơi thở đó nó giúp cho mình được một thứ rất quan trọng, đó là cái khả năng thật sự tỉnh táo và xóa đi cái nghi hoặc. Ít có người nào biết được rằng trong đời sống này đó, hầu hết những cái suy tư quyết định của chúng ta đó, nó ẩn khuất sau đó là một sự ngờ vực. Chúng ta không biết được, tại vì cái sự ngờ vực là cái gì không chắc chắn. Ví dụ như mình nói rằng cuối năm nay mình sẽ đi đến một nơi nào đó, dạ, mình có tính như vậy, nhưng mà thật ra thì trong câu nói đó sâu xa trong tiềm thức thì chúng ta cũng hiểu rằng từ đây đến nó còn dài, nó còn có thể là nó còn có thể có chuyện này chuyện kia xảy ra, có thể là đại dịch sẽ tái phát, rồi có thể kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng, nó có bao nhiêu thứ mà có thể là nó sẽ không, nó không thành tựu được. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta suy nghĩ chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện mà mình không biết một người thân của mình như thế nào, thì mình nói là anh A của B là người mình tin tưởng được, anh C của D là người rất là chân thành, rất là hiền. Nhưng mà trong cái xác minh đó của mình đó, thì ở trong ngay trong tiềm thức của mình hiểu được cũng có gì tuyệt đối, có người không ai có gì hoàn hảo, mình biết như vậy. Thành ra trong đời sống này đó, cái tâm mà khẳng định đó, và cái tâm nghi hoặc á, nhiều lúc chúng ta không có biết rõ đâu. Dạ, trong cái sự khẳng định người này là người tốt, người kia là người chân thành với mình, và cái kế hoạch này là kế hoạch sẽ thực hiện vân vân, thì tận sâu cùng ở trong tâm thức của chúng ta đó, nó vẫn còn có một chút lý trí để hiểu rằng thấy vậy chứ nó không hẳn là như vậy. Thật ra cái nhìn mà không có đoan chắc 100% đó, nó dựa trên cái gọi là cái nền tảng của nghi hoặc. Và cái nền tảng nghi hoặc nó là cái gì tạo chúng ta sự bất an. Bất an. Nếu một người mà tin tưởng 100% hoàn toàn đó, thì thưa quý vị, người đó sẽ rất là là an lạc. Nhưng mà đời sống của chúng ta luôn luôn phải đối diện với những cái bấp bênh vô định, cái mà chúng ta không thực biết, thành ra chúng ta không có an lạc. Và cái gì làm cho chúng ta an lạc là cái gì đó mà chúng ta thực biết. Cái gì là cái mà chúng ta thực biết? Đối với hành giả đơn giản là mình hay thở, đang thở vô hay đang thở ra. Đó là một thực tại. Thực tại đó, nếu chúng ta có tu tập, có định, thì chúng ta sẽ tu tập khách quan. Một người thường biết rằng hơi thở vô, biết rằng hơi thở ra, thì cái biết đó là cái biết hoàn toàn khách quan. Yeah. Nó không có chuyện gì phải vặn vẹo, nó không có chuyện gì phải tô hồng chút lục, nó không có chuyện gì mà mình phải vẽ rắn thêm chân về cái chuyện hơi thở. Hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra. Thì cái người mà niệm hơi thở lâu á, thì tâm của họ nó có cái đặc biệt là tâm của họ nó không có nghi hoặc. Niệm hơi thở càng sâu càng rõ thì nó cho chúng ta vừa niệm vừa định, và chính ở trong hơi thở, những hơi thở thường xuyên được, thì nó là sự kết hợp của samatha và vipassana. Dạ, samatha là chỉ, và vipassana là quán.
ngày nay thì chúng ta bị một cái tình trạng là đem râu ông này cấm cầm bà kia, là có nhiều người đó nói đến Samatha thì nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có viên, thức vô thi viên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Cái Samatha đó nó đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu Samatha Vipassana trong một trường hợp khác, là một người có khả năng để mà bền bỉ với hơi thở. Hơi thở vô, biết hơi thở vô. Hơi thở ra, biết hơi thở ra. Và cứ thế tiếp tục. Và cứ thế tiếp tục. Cái cứ thế tiếp tục đó, đó là Samatha. Yeah. Samatha. Và đó, trong cái pháp niệm hơi thở, yeah, hơi thở ra vào, đó, mà gọi là an bang tụ ý. An bang tụ ý là Anapanasati, hay nhập túc sức tức niệm đó. Nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai cái, gọi là Samatha và Vipassana. Niệm cái khác thì nó không hẳn. Dạ. Thí dụ quán về tứ đại, quán về tử thi hay cốt, có khi nó thuần là Vipassana. Niệm về cảm thọ là có khi là Vipassana. Niệm về tâm Vipassana. Nhưng mà niệm về hơi thở là một sự kết hợp dung nhuyễn giữa Samatha và Vipassana. Quý vị nên nhớ điều đó. Niệm hơi thở là một kết hợp của chỉ và quán. Và trong bát chánh đạo đó thì có cả hai cái là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là quán và chánh định là chỉ. Chánh niệm là sự tỉnh táo và chánh định là sự tập trung bền bỉ. Dạ, sự tập trung bền bỉ. Cũng giống như là một cái người nhà nông mà làm việc trên mảnh đất, làm từ năm này qua năm khác, tự nhiên là biết rõ. Dạ. Biết rõ chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Biết rõ chỗ nào đất tốt, chỗ nào không tốt. Biết rõ chỗ nào cần thêm phân bón, mình phải đúc rõ, mình không biết quá rõ cái khu vườn đã làm trên rồi. Thật ra ai cũng vậy thưa quý vị. Mình dồi, cho dù mình tu tập thiền quán, cho dù mình tu tập bát chánh đạo, tu tập giới định tuệ, thì luôn luôn là mình cần có một sự tập chú bền bỉ ở trên cái lĩnh vực đó, trên cái khung sừng đó, trên cái khu vực đó, trên lĩnh vực đó. Một lĩnh vực mà do có cái sự chuyên tú trở nên quen thuộc, do sự quen thuộc chúng ta trở nên thành thạo, và trong những thành do cái sự thành thạo đó, chúng ta có những cái gọi là xuất sắc trong sự thành thạo mà ra, thì điều này là điều bắt buộc. Không có một ai mà tu tập mà thiếu chánh định được hết. Dạ. Tại vì hồi nãy chúng tôi có thấy ví dụ là cái kính, lúc kính hội tụ đó, kính hội tụ để lên ánh sáng mặt trời xuyên qua, nhưng mà để ánh sáng mặt trời đủ nóng để tạo nên lửa đó, thì mình phải để yên một chỗ. Dạ. Để yên chỗ thì sức nóng được gom lại và tập chúng, nó có thời gian thì nó mới phát ra lửa được. Còn nếu không thì làm sao tạo ra lửa được. Do vậy ở đây đó là cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng chánh định rất là dễ dàng nhận thấy khi một hành giả có khả năng để theo dõi hơi thở. Dạ, hơi thở là một hơi thở ra vào, đó là một cái cơ sở tốt nhất để nuôi cả hai thứ gọi là định và niệm. Và không bao giờ chúng ta nên quan niệm sai lầm rằng trong cái thiền tứ niệm xứ là chỉ có quán và không có chỉ có Vipassana mà không có Samatha. Chúng ta nhắc lại là hễ niệm hơi thở thì luôn luôn có Samatha và Vipassana đi chung với nhau. Dạ, Samatha tức là mình lặp đi lặp lại thở vô thở ra và theo dõi hơi thở cực bền bỉ, đó là Samatha. Dạ. Bây giờ chúng ta bước sang một điểm khác, và điểm này là điểm rất là một điểm rất là tinh tế, đó là thiền chi. Dạ, đó là thiền chi. Thì quý vị kỳ vừa rồi khi mà chúng tôi nói về môn tăng pháp phổ thông, bữa đó rất tiếc là chúng tôi có vấn đề, thành ra chúng tôi không có tiếp tục được. Tuần tới chúng tôi sẽ trở lại để nói về cái tâm sắc giới đó. Thì ở đây
khi mà mình nói về về cái sự thành thạo, thì theo trong lời Phật dạy đó, thì có năm cái chi phần mà tạo nên sự thành thạo đó, ở trong kinh gọi là thiện chi. Dạ, gọi thiện chi. Đó là tầm, tướng, hỷ, lạc, định. Tầm là khả năng hướng tâm, hướng tâm một cách nhanh chóng. Tứ là cái sự bám sát hay là sự kháng khích, hướng tâm rồi bám sát, đó là có tầm của tứ. Rồi hỷ và lạc, hỷ là sự hân hoan, lạc á, là sự thể nhập. Thể nhập tức là hướng thụ, hướng cảnh hay là thể nhập. Và định á, là cái sự bền vĩ lâu dài. Thì tầm tứ hỷ lạc định hay tầm tứ hỷ lạc nhất thống đó, là những chi phần của cái mà chúng ta gọi là chánh định. Và khi mà chúng ta mới tập luyện, chúng ta mới có được cái định, định bất cứ điều gì, thì cả năm cái chi phần này nó đều phải có mặt. Nhưng mà càng thuần thục thì nó càng giảm bớt đi. Càng thuần thục giảm bớt. Cái thí dụ mà chúng tôi thường đề cập đến đó, là một người mới học ngoại ngữ, thí dụ chúng ta học tiếng Anh, thì dẫn đầu thì chúng ta tập nhận ra mặt chữ. Tập ra mặt chữ. Thí dụ như là bây giờ mình nói về chữ chữ watch là cái đồng hồ, chữ watch là cái đồng hồ, thì cũng chữ watch đó, watch, mà nó có chữ CD xong, nó phát âm khác với chữ kilowatt, watch mà có chữ TT phía sau không, mà không chữ CH phát âm khác như thế nào. Và ở trong tiếng Việt chúng ta khi nói, chúng ta nói về chữ watch, thì chúng ta ít bao giờ có phát âm chữ T, chữ CH phía sau. Do đó khi mà mình mới học tiếng thì mình hay đọc theo cái định diện mặt chữ. Watch là cái đồng hồ, thì chữ watch nó có chữ T rồi CH phía sau. Hay là thời gian đầu chúng ta học, thậm chí chúng ta còn ráp phần nữa, đã ráp phần từ cái mẫu từ rồi ráp câu. Ráp câu. Nhưng một lúc nào đó khi mà chúng ta nói phản xạ tự nhiên rồi đó, thì chúng ta nói vẫn đúng, và vẫn đúng và chính xác, nhưng mà nó không còn nhận ra mặt chữ, nó không cần phải ráp câu nữa, mà chúng ta nói bằng phản xạ. Điều này tương tự tự như là mình nói rằng thời gian đầu khi mình tập trung thì nó phải có sự hướng tâm, phải có sự kháng khích, nhưng mà lâu ngày thì cái sự hướng tâm không còn, mà chỉ có sự kháng khích thôi. Lâu ngày nữa đó, thì nó còn có sự kháng khích, mà nó chỉ còn có sự hân hoan thôi. Hay là chúng tôi cũng có thí dụ quý Phật tử mới vào trong thao tác, thì đầu tiên là quý vị vào trong lớp, quý vị hay bận tâm đến việc là làm sao để mình vào trong lớp, làm sao bấm cái này bấm cái kia để vào trong lớp. Rồi khi vào trong lớp rồi thì quý vị hay để ý là hay là vị giảng sư nào giảng, và bài học thế nào, bài học lấy từ đâu, và ở trong lớp học hiện có ai, vân vân. Rồi mình nghe pháp thời gian thuộc tục, thì nhiều khi mấy cái đó mình không bận tâm nữa, mình đi rất nhanh, là vừa vào là mình để ý những gì đang giảng ngay lập tức, mình tập trung ngay đang giảng. Bởi thời gian đầu chúng ta không làm được như vậy. Thời gian đầu mình vào thì mình còn có để ý chuyện này chuyện kia, cũng giống như là với Phật tử đi chùa cũng vậy. Giờ mới đi chùa thì đến là hơi còn để ý là hôm nay ở chùa có lễ gì, được Phật tử thế này, Phật tử thế kia, chư tăng vị này, chư tăng vị kia. Nhưng mà lâu ngày, đi lâu ngày thì đến chùa vào tụng kinh liền, vào thuyết pháp liền, đi ngay vào phần chính liền, chứ không có vào nghe pháp. Có thể nghe pháp liền, có thể ngồi tụng kinh liền, mà không phải bận tâm đến những chuyện khác. Thành ra cái thiền chi đó, thiền chi tầm tứ hỷ lạc định đó, nó thực sự rất là cần để phát triển trong giai đoạn đầu. Nhưng mà khi mà phát triển thì càng lên cao á, thì nó càng giảm đi. Cái lý do ban đầu á, nó cần có đủ là bởi vì
năm cái thiền chi đó nó đối trị năm cái pháp, dạ, năm pháp ví dụ như tâm, dạ, vì tâm nó đối trị không trầm thủy biên, không trầm thủy biên là tâm giả dự lười biến thụ động, thì tâm là sự hướng động, rồi tứ là một cái sự áp sát kháng cự, thì nó giúp đoạn trừ cái nghi hoặc, dạ, hỷ nó đoạn trừ sân độc chẳng hạn, rồi lạc nó giúp đối trị cái trọng tử, dạ, rồi định á, dạ, nó đối trị cái mà chúng ta gọi là tham dục tiêu kiếp. Thì bây giờ năm cái thiền chi này đối trị năm cái pháp truyền cái và chúng ta càng tu tập tới nhá, thì những cái chi thiền này do sự thuần thục nó giảm bớt đi, dạ, nó giảm bớt đi, nếu sự tu tập rất cao mà giảm bớt cái tầm tứ thì là chúng ta vượt qua cái giai đoạn sơ thiền, giảm bớt hỷ nhìn gì thiền, giảm bớt lạc tam thiền, rồi khi mà nó còn là định và xả thì chúng ta gọi là tứ thiền. Nhưng mà cái này chúng tôi không đào sâu lắm, tại vì nó là mặt thiền chi đề cập đến bên cái người tu tập samatha, tức tu tập các thiền chứng. Ở đây chúng ta nói nó bắt chánh đạo rồi, thì chúng ta nói hiểu về năm thiền chi là đủ. Bây giờ điểm này thưa quý vị, điểm này là điểm rất là quan trọng, đó là tập trung mà không có dính mắt. Dạ, tập trung không dính mắt. Đây là một cái việc khó đó. Dạ, việc khó. Và Đức Phật Ngài có khen Tôn giả Sa Lợi Phất khi bậc đại tu tập, Ngài chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và sau khi Ngài chứng thì Ngài có khả năng nhìn lại. Nó giống như là một cái người mới đi chùa đó, thì ban đầu nhờ vào tượng Phật, nhờ vào hương năng để làm tăng trưởng thiện tâm của mình. Nhưng mà nếu mình đi chùa lâu mà lúc nào mình cũng chỉ biết có tượng Phật thôi, đi đâu thấy tượng Phật cũng sưu tập, đi đâu tượng Phật cũng muốn có, và cái tượng Phật đó trở thành một cái cứu cánh của đời sống đó, thì mình bị gạt. Dạ, tượng Phật có đó thì làm tâm mình hoan hỷ, nhưng mà không nghĩ là mình dừng lại ở tại đó. Dạ, không phải mình dừng lại cái tượng bằng xi măng, bằng đá, mà qua tượng Phật để nuôi dưỡng thiện tâm. Nuôi dưỡng thiện tâm mình phải đi tới, phải học lời Phật dạy, học lời Phật dạy, thực hành, thâm nhập lời Phật dạy, chứ không phải là ngồi đó ôm pho tượng đó hoài. Thì có những giai đoạn trong cuộc đời mình đi qua, mình học lớp 1 để làm gì? Để xong mình bỏ lớp 1, học lớp 2. Học lớp 2 làm gì? Để bỏ lớp 2 trở lên lớp 3. Học lớp 3 để làm gì? Để rồi học xong để bỏ lớp 3 lên lớp 4. Thì chúng sinh trong cuộc đời này mà không có đi tới được, bị kẹt, là tại vì nhí mắt vào cái mà mình đã thành tựu. Dạ, thí dụ chứng sơ thiền, ôm chặt lấy sơ thiền, chứng nhị thiền, ôm chặt lấy nhị thiền, chứng tâm thiền, ôm chặt lấy tâm thiền. Bởi vì trong kinh có nói thì bắt giải thoát. Dạ, bắt giải thoát không nó có cái giải thoát. Tức là giải thoát sơ thiền, vượt khỏi sơ thiền chứng nhị thiền, vượt khỏi nhị thiền chứng tâm thiền, vượt khỏi tâm thiền chứng tứ thiền. Như vậy ở đây có một điểm rất là tế nhị, là mình có tập chú, có kháng kích, có gắn bó với một tu tập, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mình dậm chân một chỗ không đi tới được, và phải có khả năng đi tới. Thì điều này ở trong kinh có đề cập đến trong cái trung bộ người là bài kinh thí dụ lỗi cây chắc. Dạ, thí dụ lỗi cây ở đây là một người đi tìm lỗi cây mà đi vào rừng, thấy một cái cây mà khoa lá cành rất đẹp thì không nên nghĩ đó là cứu cánh, mà sau khi chặt bỏ khoa lá cành được thì người này sẽ thấy cái cây, cái vỏ rất là thơm, thì không phải lấy cái vỏ đó làm cứu cánh, mà khi chặt vào trong thấy cái giác hay cái thịt ở phía trong, thì vị này cũng nên biết rằng cái đó nó chưa phải là tinh túy của cây, mà cái tinh túy, cái lõi của cây phải nằm tận ở bên trong cái cây, cái phần cứng nhất ở phần lõi cây. Thì người tu tập của vậy, chúng ta đi qua những công đoạn, và mỗi một công đoạn này đó nó đều là sự tiến bộ, nó đều là những gì mà mình có thể thích thú, có thể hoan hỷ, nhưng mà không nên kẹt ở đó, nắm ở đó. Chúng tôi nhớ là hồi trước có vị hòa thượng
kể chúng tôi nghe là có một người cư sĩ phát tâm để xuất gia, và vị thầy nói chuyện với vị thầy là con không biết không có cái duyên gì đó mà sao con không thích mặc đồ vest, con không thích trưng diện bên ngoài mà con thấy cái hình ảnh đồ cạo mặc y rồi ở miền Bắc thấy đẹp quá. Thì vị hòa thượng nói rằng cái đó là con có duyên lành đấy. Nhưng mà tới khi mà vị này học tu á, thì tối ngày là giặt y cho sạch, thậm chí còn ủi y cho thẳng, rồi mặc y thì đi tới đi lui mà không lo chuyện gì khác cả, chỉ là sao tối ngày lo cái tăng tướng, chăm sóc tăng tướng. Vì hòa thượng cứ lùi hòa thượng vợ, hòa thượng nói rằng mặc y là tốt, sạch sẽ là tốt, trang nghiêm là tốt, nhưng mà nếu đi tu cứ ôm cái tăng tướng hoài không lo chuyện khác cả, chỉ có vấn đề. Thì nếu vì câu chuyện đó thì nghe nó hơi khôi hài, nhưng mà thật ra nó là một cái sự thật ở trong cuộc sống này. Chúng ta đã từng vào trường lớp, vào lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Vào lớp nào thì chúng ta cũng phải tập trung học. Nhưng mà mình học để làm gì? Học rồi để đi tới, học rồi để làm lý tưởng tiến lên. Chứ không phải học rồi mình học lớp 3 thì muốn ở lên lớp 3 100 năm, không phải vậy. Hay là mình học lớp 4 ở lên 400 năm, không phải vậy. Thật ra cái chỉ chánh hay không chánh, gọi là chánh định hay tà định ở đây, thật là cái tà định là một sự tập trung có vướng mắc, sự tập trung kẹt lại, sự tập trung không có đi tới, sự tập trung không có tiến bộ. Chánh định đó tức là một cái sự tập trung mà cho phép mình đi tới. Cũng như mình bị bệnh, mình cần uống thuốc, phải tập trung uống thuốc. Nhưng mà cái mục đích của uống thuốc không phải là mình có thể được uống thuốc hoài. Nếu uống thuốc mà uống thuốc hoài đó thì mình lại bệnh thêm, chứ không phải không. Cái đó là tà định chứ phải chánh định. Uống thuốc để rồi dẫn đến cái tình trạng không uống thuốc nữa. Thì tương tự như vậy, mình học lớp 2, lớp 3 để rồi mình không học nữa. Lớp 2, lớp 3 để học tới lớp 4, lớp 5 lên nữa, chứ không phải học lớp 2, lớp 3 để ôm chặt cái đó hoài. Cái hiểu như vậy là hiểu, hiểu như vậy là hiểu rất sạch. Nên chánh định nghĩa là cái khả năng đi tới. Sau cùng khi mà nói về chánh định, thưa quý vị, chúng tôi đề cập một điểm này là nhiều người hay quan niệm chánh định là cái gì rất là miên mật, cái gì rất là thuần về mặt thiền định. Thật ra chánh định còn hiểu là một cái sự tập trung mà với sự vận dụng toàn diện đời sống của mình. Ví dụ bây giờ mình làm việc gì đó, dù làm việc chùa, làm việc học, rồi mình tu, giờ pháp học pháp hành, thì mình đặt phần lớn thì giờ cho việc đó, cái đó nó cũng là một phần của định. Ở người đi làm hôm nay họ có part time và full time. Ở ngoài có nhiều khi họ dịch là bán thời gian hay là toàn thời gian. Thật ra chúng tôi cũng không biết ở tiếng Việt Nam gọi là cái gì, nhưng mà người là part time tức là công việc đó mình chỉ là phần nửa thôi, và full time là mình phần lớn thì giờ toàn thì giờ toàn cho công việc đó. Thì trong chỉ chánh định nó còn có cái hàm nghĩa nữa là toàn thời gian. Toàn thời gian nghĩa là một cái người mà tu tập đó, mà đúng nghĩa tu tập, thì người đó phải dành toàn thời gian cho cái việc tu là chính. Còn nếu mà một người tu tập mà bị phân tán là một phần tư làm việc này, phần tư làm việc kia, phần tư làm việc nọ đó, thì chúng ta vẫn chưa có đạt đến cái cao điểm, trừ khi là mình may mắn lắm, mình có những căn duyên lắm. Phần lớn là như vậy. Nhưng quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời nó còn cái chuyện như vậy, là bên Mỹ có những trẻ em cái tuổi gọi là tuổi teen, tức là tuổi thời thiếu niên ấy, thì bên này các em có thể đi làm ở các tiệm nhà hàng thức ăn nhanh như McDonald's, Burger King hay là đi bán siêu thị, thì các em cũng làm ra tiền và làm ra tiền. Nhưng mà rồi những cái bậc cha mẹ mà có hy sinh, cha mẹ mà có hiểu biết về giáo dục thì khuyên con là con chịu khó sẽ ít tiền lại, đừng có đua đòi, thì cha mẹ có thể cho con tiền, và khi con có tiền để vừa đủ xài
vừa đủ tiền túi xài đó, thì con tập trung vào việc học. Nếu mà con vừa đi làm vừa đi học thì con sẽ không có khả nổi, con học không có tiếng. Thì đứa nào mà nghe lời cha mẹ đó thì sẽ chấp nhận cái đời sống, nghĩa là đời sống tương đối là ít cô đô rồi, nghĩa là cha mẹ cho cái tiền vừa phải tới đâu xài tới đó, chứ không đua rồi theo bạn bè. Còn đứa nào mà ham hố chút xíu đó thì chạy ra bên ngoài đi làm part time, thậm chí là quý vị biết rằng có những cô thiếu nữ có thể đi làm nail rất có tiền, hay là làm những việc khác có tiền, thì dần dần bỏ học, học đi, dạ, học không được. Thì cái tâm mà mình vừa đi làm vừa đi học nó phân tán. Dạ. Ở bên Mỹ này thưa quý vị, nó còn cái một cái trường hợp mà nó vừa là một hài kịch mà vừa là bi kịch đó, tức là những người vừa đi học thì trong số đó có những người họ họ thấy là con đường học vấn họ không có cái khiếu về học vấn, mà họ có khiếu về thể thao, do đó họ chơi bóng rổ hay là chơi chơi giả cầu, tức là chơi, chơi bóng cana đó, và chơi football, và họ trở thành những cái cầu thủ hay là những người tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp ở trong các đại học. Thì quý vị thấy ở trên những chương trình TV thể thao mà có những đội chơi bóng rổ hay chơi banh football mà của người Mỹ đó, thì nó có trường hợp mà mình biết riêng thôi, chứ người ta không có nói rõ trong báo chí, là những cái cầu thủ này đó, những người chơi banh này đó, học rất là dở, thưa quý vị, học rất dở, nhưng mà họ được nâng đỡ, họ được nâng đỡ trường học. Ví dụ như họ là một chai tay chơi bóng rổ của cái trường college nào đó, hay chơi chơi banh football của một cái trường đại học nào đó, thì đại học có nâng đỡ. Thì những người này họ có tiền, họ có danh, nhưng mà họ học hơi dốt. Nói vậy về cái hai cây đấy, vừa nói chơi bánh, vừa tập luyện chơi bánh, vừa học cho mà học khá được. Thì đời sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Yeah, đời sống tương tự. Mình muốn thành công về mặt tinh thần, muốn thành công về mặt nội tại tu tập, thì mình phải dành nhiều thời gian, cái đó gọi là chánh định. Yeah. Chúng ta phải hỏi rằng cái việc đó mình muốn thành công, dù là học pháp hay là hành pháp, học lời Phật dạy hay là hành lời Phật dạy, thì nó có ưu tiên cho trong cuộc sống mình hay không? Và khi gọi là ưu tiên thì có bao nhiêu thời gian mình cho việc đó? Yeah. Nếu mà mình lâu lâu mình cầm cái quyển kinh, mình nói là người ta đọc kinh mình cũng đọc kinh, người ta nói mình cái diệu đế mình cũng biết khổ tập diệt đạo vân vân, thì chưa chắc đâu. Yeah, chưa chắc. Cái điều chính trong đời sống quay đi quẩn lại thì mình phải hỏi rằng thật sự là mình biết là bản thân của mình đầu tư vào đó bao nhiêu. Và khi mình Phật Ngài cho một người họ thọ cụ túc giới Upasampada, gọi là đại giới hay cụ túc giới đó, thì người đó không có một cáo lỗi nào về việc đó, mà chúng ta phải dành thì phần lớn thời gian để học hay thời gian để hành. Dạ. Thì chỉ có cái là mình ưu tiên việc đó nhiều đó thì mới có cơ may thành công. Còn cái kiểu mà nửa vời, cái kiểu mà người ta có mình cũng có chút chút đó, thì thật ra không đi đến đâu hết. Cái chánh định là một chi phần rất là quan trọng, được sau cùng nói đến trong bát chánh đạo. Và thưa quý vị, với cái bài này đó, thì chúng tôi cũng kết thúc cái phần đạo đế. Dạ, yeah, đạo đế. Nhưng mà chúng tôi không có muốn kết thúc ngày hôm nay, mà trong một cái bài học tuần tới thì chúng tôi sẽ nói cái tổng lược về đạo đế. Để quý vị đừng ngạc nhiên là khi chúng ta đã nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh trị, chánh định rồi đó, thì chúng ta thật sự rất là cần một cái bài mà chúng ta gom lại tất cả, và chúng ta phải nhận ra được là tại sao bát chánh đạo đó đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn chi tiết hơn, cụ thể hơn và xác thực hơn, hơn là chúng ta chỉ nói một cách qua loa bên ngoài. Chứ tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay về chánh định ở đây, và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước hết thì xin được hỏi là không hiểu quý Phật tử có thể cho chúng tôi biết bạch hòa thượng Tuệ Sĩ Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Sĩ nghe được kính thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu hỏi lần đầu tiên. Dạ, bạch hòa thượng Tuệ Sĩ, hôm nay chúng ta nói về cái chánh định Hòa Thượng Phật Hoa Hỷ, rõ là cái định ở đây
và cái định ở trong cái định tuệ thì hai cái định đó, hai cái chữ đó mình nên phân biệt như thế nào? Tại sao ở trong giới định tuệ, định đó thì nó bao gồm cả chánh định tấn, chánh niệm, chánh định, còn cái chữ định ở đây đó thì cái là trong tiếng Việt cũng là định thôi, nhưng mà nó khác nhau như thế nào trên phương diện ngôn từ? Kính thỉnh qua trường Hoa Kỳ giải rõ về điểm này. Mình cứ thay nha. Kinh là trên Chư Tổ Đức Kinh Thừa Quý Chủ Lượng Nguyên Phật Tử. Chúng mình ở trong tam học giới định tuệ và chỉ định ở trong nó cái đạo chánh định đều có chữ samadhi, nó giống nhau nhưng mà xét kỹ thì có sự khác nhau. Ở trong tam học giới định tuệ thì chữ định này trước hết thì còn gọi tăng thượng cho ở thiên chỉ tác. Một trạng thái tâm khó huấn luyện trở nên mạnh liệt thù thấy, tức là tâm không có lười biếng, tâm không có quên và tâm được an trụ. Cho nên cái chương định ở trong, hay chúng ta nói cách khác là định học, ở trong tam học thì chương định đó được gọi là tăng thượng. Tức là cái trạng thái tâm cao cả, cao quý. Lại nữa, định ở trong tâm học còn được gọi là Samathikantha, tức là định quẩn. Như Đức Thế Tôn Ngài thuyết rằng giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Thì chữ định quẩn đó là chỉ cho cái nhóm, nhóm pháp và liên hệ tới định, tức là chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Còn khi mà chúng ta nói tới chi pháp thì chánh định ở trong các chánh đạo đó thì chúng ta chỉ nói một phần, tức là chúng ta chỉ gây cho thuộc về tâm thiền. Nên sát cái tá thì các người ta chỉ nói thẳng cái chỗ đó thôi. Vì vậy cho nên trong bát chánh đạo, khi mà kể về chánh tinh tấn, chánh niệm rồi tới chánh định, như vậy chánh định ở đây
nó không có nhập nhằng với chánh tinh tấn và chánh niệm. Còn khi mà chúng ta nói định quẩn hay là tăng thượng tâm hay là định học thì nó bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó có cái sự khác nhau như vậy nè. Thì ở đây thưa quý vị, cũng phải là tại vì khi mà một vị hành giả tu tập như là đến sự nhận tâm kiên cố gọi là Panna Samadhi, thì vị hành giả đó phải gồm có ba cái chi phần gọi là cái thứ nhất, phải có cái sự kiên trì liên tục, không có yếu ớt, không có lưu sụp, không có biến nhát, cái trạng thái tâm mạnh mẽ năng động như vậy gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đó là một chi phần để dẫn đến chánh định, và thứ hai nữa là phải có cái sự ghi nhận niệm, cái sự ghi nhớ đề mục. Nếu như hành giả có cái sự ghi nhớ đề mục một cách sát sao và kiên trì không bỏ qua hay là không có lưu sụp, thì như vậy mới đưa đến cái trạng thái định tâm được. Cho nên khi mà chúng ta nói đến định quẩn hay là nói đến định học thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây là nói rộng, còn khi chúng ta nói đến chánh định ở trong các chánh đạo là chúng ta nói nó hẹp, chúng ta chỉ cô động có một chi phần đó thôi, và cái chi phần này, chi phần chánh định này nó lại liên hệ đến cái sự tinh tấn và niệm, thân và niệm. Hai cái chi pháp đó nó hỗ trợ cho định, chứ không phải là lúc nào chúng ta muốn định cũng được đâu. Chúng ta tu tập khó lắm thưa quý vị, cái tâm mà nó chỉ cần lưu sụp, nó biến nhát, nó uể oải một chút xíu thôi là xem như là khó định tâm được. Và tâm mà bị sao lãng, quên lãng thực tại, quên lãng thực tại, hay là sao lãng cái đề mục thì cũng không có phát sanh định được. Cho nên về lý về sự thì chúng ta thấy là có cái sự khác nhau nhiều lắm giữa cái định học và chánh định, nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi tiếp mà Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Xin kính chào Thượng Tọa Tây Nguyên, Phường Mới của Rừng.
Và bây giờ sẽ thỉnh Bạch Thông trở lại. Dạ Bạch Hòa Thượng, Thầy Sư thỉnh và thường trả lời thêm một câu thảo luận nữa rồi Thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng, Thầy Sư, chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, cái bối cảnh sống của Đức Phật và Chư Tăng đó, thường là sống trong sự an tịnh, và cái đời sống tu tập của bên Phật giáo á, thì là nói về sự an tịnh. Thì theo Hòa Thượng á, cái sự an tịnh không bộ màu á, cái bối cảnh đó, cái văn hóa đó, phải chăng là nó liên hệ đến cái điều mà gọi là hỗ trợ cho sự định tâm không? Ngày nay á, đời sống nhiều khi ồn ào, Hòa Thượng có nghĩ rằng sự ồn ào nó có chi phối cái khả năng tập trung về định tâm của chúng ta hay không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng có thể trở lại rồi sau đó tỉnh sư bị. Chư Tăng kính thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng ồn ào là gai nhọn của thiền định. Quả thật vậy, khi mà cái sự ồn ào đó nó trở thành một cái thinh, nó chi phối cái độ định tâm, khiến cho khó phát sinh được cái tâm định, tâm thiền định. Cho nên cái sự an tịnh đó, lại là một môi trường khiến cho tâm nó được định. Khi mà gió thổi nhiều, nó sẽ làm cho tâm bụi, còn khi mà đứng yên lặng gió thì lúc bây giờ bụi nó sẽ lắng lại. Vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng nhớ điều là nếu cái sự ồn ào ở trong cái đời sống tu tập chung quanh ồn ào thì nó là gai nhau cái thiền định, là khó định định tâm được. Thứ hai nữa là tính cái sự an tịnh và sát thí, nó làm yếu tố cho định. Ở trong bảy đó, Samuchanga, niệm giác chi, trạch tháp giác chi, thờ giác chi, hỷ giác chi, niệm giác chi, bát sát thí, Samuchanga, rồi đưa đến định giác chi, Samadhi, Samuchanga. Cho nên ở đây cái đóng của một vị ẩn cư tránh khỏi cái sự ồn ào và trong thân, thì bát sát thí ở đây là không những là chích tắc bát sát thí mà là ca gia bát sát thí nữa. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng nói một cách nôm na đó, thì chẳng những là cái tâm an tịnh nó sẽ giúp cho định sanh, mà kể cả luôn thân an tịnh. Cái sự bạo loạn của thân
nó cũng làm cho tâm khó an tịnh được. Thân mình đau đớn hoặc là ngứa ngáy hoặc là bứt rứt thì khi đó cái tâm cũng khó định được. Còn cái tâm mà bị tham dục chi phối, sân hận chi phối, hôn thủy chi phối, trạo phối chi phối và nghi chi phối thì như vậy nó cũng làm cho tâm không có định được. Bởi vì cái người tu tập trong cả hai trường hợp là tâm viễn ly và thân viễn ly đều phải có. Bởi vì khi thân viễn ly thì nó sẽ đưa đến cái trạng thái gọi là pasati, tức là cái sự an tịnh hay là cái sự khinh an. Nó là một trong những yếu tố để giúp cho cái tâm samadhi nó được thành tựu. Cái điều này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, không có khó hiểu đâu. Những vị nào mà hành thiền kinh nghiệm, lúc ở nhà mình tới giờ mình hành thiền, nhưng mà cái tiếng nói tiếng cười của những người xung quanh mà lọt vào cái lỗ tai rồi đó, thì lúc đó cái ngày hôm đó kể như là chúng ta hành thiền không có hiệu quả gì cả. Cái tâm nó bị phân tán, nó bị chi phối. Dù thấy ngồi yên đó, nhưng mà thưa quý vị, mới vừa lắng tâm thì nó bị dao động, lắng tâm thì bị dao động. Khi những vị nào mà có hành thiền, quý vị sẽ hiểu rõ cái điều đó. Khi mà cái môi trường sống chung quanh nó không có an tịnh, thân không được an tịnh, tâm không được an tịnh, thì lúc bây giờ cái tâm định không có phát sinh được dễ dàng. Thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu, câu hỏi số 2. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ rất thiện Hòa Thượng Thầy Sư với câu thảo luận vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Thầy Sư lẽ ra để Hòa Thượng đi nghỉ đó, nhưng mà thấy được có một việc mà Hòa Thượng cần Hòa Thượng giải thích thêm. Hòa Thượng qua nghĩ nói ngắn thêm điều này rồi Hòa Thượng đi nghỉ. Là chúng ta nói về phương diện pháp hành đó thì mình cần sự tập trung. Bây giờ chúng ta nói về pháp học đi. Giả sử như nếu hỏi sư huynh một câu mà nó hơi chiều sâu một chút về thắng pháp, về Pali, về luật tạng, về kinh tạng, và hỏi có tác chiều sâu một chút, thì để trả lời những câu hỏi có chiều sâu đó, Hòa Thượng có cần sự tập trung không? Và Hòa Thượng có nghĩ rằng một người mà thiếu khả năng tập trung đó thì có thể hiểu mọi vấn đề một cách sâu đậm, có chiều sâu hay không? Xin thỉnh Hòa Thượng Hòa Hỷ trở lại chia sẻ một chút rồi thỉnh sư huynh đi nghỉ. Cho tâm thưa quý vị, trí tuệ giống như là ngọn đèn. Ngọn đèn mà tỏa sáng được do cái ngọn đèn đó nó được đứng yên. Thí dụ như cái ngọn đến hay là cái ngọn đèn dầu mà nó cứ chập chờn thì ánh sáng có khi mờ khi tỏ, khi mờ khi tỏ. Bởi vì cái ngọn đèn đó nó cứ dao động. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, dù cho pháp học hay là pháp hành đi nữa, thì chúng ta cũng cần phải có cái sự tập trung.
Trong sáu câu kinh Đức Phật ngài dạy rằng Anavatthita Cittasa Sakhamin Avijanato Paripalava Pasadasa Vajnana Paripurati. Người tâm không an trú, không thông hiểu chánh pháp, chính tính bị dao động, trí tuệ không viên thành. Thì ở đây cái chi pháp và ekakata rất là quan trọng. Nhưng cứ một tâm nào trong 121 tâm nó cũng đều có ekakata là nhất hành, cái điểm trên đối tượng. Ứng dụng vào cái ý nghĩa của nhất hành ekakata, nó duyên các pháp đồng sanh chúng trên một cái đề mục, trên một cái đối tượng, chúng một trên đề mục, trên cái đối tượng, ứng dụng vào cái chỗ đó để mà đã trở thành một cái năng khiến cho tuệ được sáng. Như ở đây đó, chúng ta phải nhớ Samadhi nó có ba. Cái một vị mà đi pháp học, học Pali hoặc là học kinh tạng hoặc học luật tạng hay học thắng pháp mà hiểu được một cách tường tận rõ ràng, cái trí tuệ hiểu được điều đó nó cũng do nhờ cái sự tập trung. Và tất nhiên cái sự tập trung này được gọi là Khanika Samadhi, là sát na định. Còn khi một vị mà an trú trên đề mục và gần đến cái trạng thái định tâm, thì cái này gọi là upachara samadhi, là cận hành định hay là gọi là cận định. Và khi mà tâm vững trú trên đề mục bất lìa, thì như vậy cái này apana samadhi là kiên cố định. Thì ở đây chỉ có cái tâm thì sắc giới, vô sắc giới và ekakata ở trong tâm siêu thế mới gọi là apana samadhi. Còn đối với cái tâm thiện dục giới thì có khanika samadhi cũng có, mà upachara samadhi cũng có. Nhưng ở đây đó, bất trường hợp nào mà có cái sự chú tâm thì đều gọi là chú tâm mà chưa đến mức apana samadhi, là an chỉ định hay là kiên cố định, thì đều gọi là upachara samadhi. Như trong thanh đạo, thanh tịnh đạo có nói đến trong 40 đề mục thì có 30 đề mục là đắc được apana samadhi, còn 10 đề mục như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm sự chất hay là niệm tưởng đức tính của niết bàn, niệm tịnh tịnh
hoặc là tưởng vật thực dờn gớm, hoặc là phân định tứ đại, vân vân, phân tích tứ đại, một tưởng một phân tích và tám cái tùy niệm, thì 10 cái đề mục này nó đưa đến thành tựu Upacara Samadhi là cần định. Cho nên ở đây đó, khi mà chú tâm và pháp học được một quyển kinh, được một trang kinh, mà chú tâm vào đó để hiểu được cái lời lẽ trong kinh đó, thì cái này nó cũng không phải đơn giản là sát na định đâu. Nó là một trạng thái Upacara Samadhi được cận định đó thưa quý vị. Cho nên cái người mà đi pháp học cũng cần phải có cái tâm định, cái tâm tập trung. Nếu không có tập trung thì trí tuệ nó không có phát sinh được, không có nhớ, nhất là không nhớ, không nhớ, không hiểu. Có người họ đọc, có mắt của họ mở, họ cháu nhìn vào mặt chữ, họ biết đọc chứ không phải không. Nhưng mà có điều là có mắt của họ lướt qua cái hàng chữ thứ nhất, cái hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, lướt qua như vậy nhưng mà cái tâm bị phân tán. Thì do đó họ không thể hiểu được cái nghĩa lý ở trong cái đoạn kinh đó. Đây là thiếu cái sự tập trung. Thì đừng nói chi là cái chuyện mà đắc định chỉ bao nhiêu chỉ là pháp học thôi, mà chúng ta còn thấy rằng là thiếu cái sự tập trung là cũng không thể hiểu biết được pháp, không tới được pháp, đừng nói chi là cái chuyện mà chúng ta hành thiền. Phải tập trung ghê lắm thưa quý vị, tập trung ghê lắm. Hôm nào mà chúng tôi tập trung cao độ thì thưa quý vị, sáng giờ công phu chúng tôi ngồi im lặng và chúng tôi ôn lại những phẩm pháp cú Pali mà gồm như cái phẩm sấm đối 20 bài kệ, cái phẩm không dễ vui 12 bài kệ, phẩm tâm 11 bài kệ, phẩm qua 16 bài kệ. Ngày nào cũng phải ôn một phẩm hai phẩm, mà hôm nào mà tập trung được mà tâm không có bị phóng dật thì lúc đó ôn nhanh lắm thưa quý vị, ôn thuộc lòng, không có sai sót, không có bỏ qua. Còn hôm nào mà bị bận công việc, bị chi phối hay quên, quên trước quên sau, có đôi khi ôm mà thiếu, thiếu câu, thiếu bài kệ, hoặc là không nhận ra được thứ lớp về kệ. Cho nên cái sự tập trung đó, hay định, sát na định hay cần định cũng rất quan trọng. Ở trong pháp học thì đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa mà Hòa Thượng Nhất Đẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính thưa Hòa Thượng Thị Sư rất nhiều. Xin hãy sư huynh đề nghị và thưa tòa tự nguyện ơi, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa tự nguyện đang ở trước máy, xin thỉnh thưa tòa tự nguyện. Dạ, thưa tòa tự nguyện, chúng ta thấy ngày nay đó, càng ngày thì người xuất gia có vẻ như chúng ta càng ôm được nhiều việc, chúng ta có nhiều cái hướng đi khác nhau, có nhiều cái mục đích khác nhau trong đời sống tu tập. Thì chắc chắn một điều rằng
tới một lúc nào đó trong cuộc đời mà chúng ta đủ khôn ngoan thì chúng ta thấy rằng bắt buộc phải tập trung nếu chúng ta muốn thực sự có thành tựu lớn, chứ bắt buộc phải bỏ bớt. Thì nếu một người mới xuất gia gặp sự đội tự quyền mà hỏi rằng mình nên bỏ bớt cái nào và mình nên tập trung vào cái nào mà gọi là thích hợp, gọi là xứng đáng với đời sống xuất gia, thì thiền tọa Tự Quyền sẽ khuyên là nên bỏ bớt cái nào, tập trung cái nào. Và thiền tọa có nghĩ rằng thiền tọa khuyên là mình cứ ôm hết không, hay là mình cứ đa năng đa dạng không, hay là mình nên chuyên chú? Xin cái tình thiền tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Di Đà Phật. Để chúng được nghe rõ không? Dạ, thưa, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng đến hòa thượng Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Từ Bi, đại đức Từ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch hòa thượng, phải nói rằng là sống xuất gia, đẻ ra thì chúng ta được tự do trong hành xử, chứ chúng ta không phải bị những cái điều kiện mà nó phải việc này phải việc nọ. Và để một người đã xuất gia hay chuẩn bị xuất gia mà có những cái lời khuyên hay là khi hỏi, thì điều thứ nhất, có một điều mà người tu không có thể can gián dính líu vào cuộc sống thế tục được, đó là sự thật. Họ bận quá nhiều cái việc gia đình thì cũng bị giới hạn trong cái việc tu tập. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là khi mà đã đi vào tu rồi thì biết cởi, biết mở và biết trói ra đi những cái dây nhợi của tình thương, nào là con cái, nào là cháu chắt, đủ thứ đủ chuyện hết là chúng ta phải gỡ ra. Nói chung là những ân tình gì của thế sự chúng ta phải dọn dẹp bớt. Thì quả chăng vì ấy có một cái đời tu mà nói đến những người bản thế xuất gia. Còn những người mà thiếu niên xuất gia cũng vậy. Chúng ta cũng phải biết rằng đến một lúc nào đó, một cách căn bản, thì chúng ta phải cũng phải biết buông bỏ để chúng ta trở về với nội tại của mình. Để chúng ta được nhiều thời gian, để chúng ta được nhiều cái điều kiện tu hơn. Ở đây, chúng ta đang là người tu. Chúng ta nói điều kiện tu thì nghe nó cũng lạ, nhưng điều mà chúng ta biết từ biết dừng lại để tập trung cao độ cho cái việc tự thân của mình, đó là cái sự thật. Trong cái việc thuyết giảng, trong cái việc hoằng pháp, trong cái việc làm đạo, tất cả mọi thứ, đến một lúc nào đó chúng ta không thể làm như thế nào, mà chúng ta phải biết dừng lại. Đó là sự thật. Mà cái sự dừng lại đây có nghĩa là chừa thời gian cho chính mình chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, chuẩn bị cho một cái tương lai đặc biệt hơn. Chứ còn ngoài ra cái chuyện tu tập, ngoài ra cái chuyện học pháp, hành pháp là một điều mà đòi hỏi tất cả mọi người đệ tử phải ghi nhớ thôi. Quả thật thì ở trong cuộc đời này, nếu như mà chúng ta luôn luôn chúng ta tự đặt cái trách nhiệm, đặt trên vai mình những điều mà mình cho rằng chúng ta phải làm như thế này, chúng ta phải làm như thế kia, thì đó là cái chuyện mà chúng ta suy nghĩ đến cho cái chuyện chùa, đến cho cái chuyện đại chúng, đến cho cái chuyện tương lai của Phật Pháp. Nhưng quả thật chúng ta quay về với chính mình và chúng ta biết niêm mật một chút xíu thì ở đó cũng là tạo nên một cái sức mạnh của Phật Pháp. Chứ không phải là chúng ta làm như vậy là nó thiếu sót đâu. Bởi nhiều khi mình nghĩ rằng mình ngồi lại, mình dừng lại, ở đó cũng chính là tạo thêm một cái điểm tựa, tạo thêm một cái rừng cột, tạo thêm một cái cột trụ cho Phật Pháp. Nếu chúng ta đóng một vai trò tôn túc rồi thì chúng ta không thể làm những cái việc
mà lẽ ra nên dừng lại với cái tuổi, với cái tuổi đã là tốt túc, đã là coi như là bước qua cái tuổi già, thì phải biết tự mình sắp xếp thôi. Bởi vì nó có một cái chuyện, tức là để trụ trì xong bước qua một cửa đó, đó chính là phiền chủ. Chúng ta phải buông, chúng ta phải cởi ra. Chứ sự thật ra là một vị trụ trì là cực, chứ không có được hay ho gì, nợ mà. Cái đó nói thành thật vậy đó. Mà nếu như chúng ta cho nó, đó chính là một cái việc mà chúng ta cần phải đặt xuống. Thế ra cũng chỉ điều tốt thôi, chứ không có cái chuyện gì. Khi mọi việc đã đi vào cái căn bản, khi mọi việc đã đi vào một cái guồng máy, hay là một cái vận hành tốt đẹp rồi, và chúng ta cũng để cho người sau tiến lên, đó là sự thật. Chứ không phải là tu lâu lên sư cụ rồi cứ ở mãi như thế, thì đây cũng là một điều không có phù hợp. Chúng ta phải bước qua một cái công việc khác, chúng ta phải bước qua một lĩnh vực khác, chúng ta phải bước qua một cái vấn đề khác. Và một vấn đề khác đó chính là cái gì? Chúng ta phải tự ngồi lại để làm một cái chỗ y, chỗ tư nương, chỗ tựa là cho chính mình và nhân với cả sự dừng lại của các vị. Đó là để làm một cột trụ, để làm một cái hàng mà tôn túc, nó giáo phẩm. Đó là sự thật. Và ở đó chính tự chúng ta biết buông, chúng ta biết buông bỏ hết, vậy thì sự thật nói rằng cái sự tu của chúng ta nó càng tiến triển, cái đức tu của chúng ta nó càng mạnh mẽ, cái tâm lý xuất gia của chúng ta nó đẩy lên cao độ. Đây là sự thật, đẩy lên một cái bậc, tức là nó mạnh mẽ, và từ đó mà làm nhân làm duyên cho hàng hậu tấn, cũng như là cho chính mình, làm nhân làm duyên cho chính mình ở kiếp đại sinh, để tiếp tục có thể tạo tác, tiếp tục có thể thực hành những thiện pháp, ba là mật độ, vân vân, nhiều lắm. Và một người tu á, sự thật ra thì dù cho là mới hay là cũ gì, không phải bị cái sự lị phiền của quá nhiều công việc. Ví dụ như những lúc mà cảm tạ công đức, mặc dù các ngài đã bận nhiều phật sự đa đoan, nhưng các ngài thế này thế kia, thì câu đó mình đặt cho người tu nó không đúng. Các ngài phải tự, nếu mà đã bận phật sự đó là cái chuyện, là đã bận cái chuyện bận đó là một vấn đề rồi, mà mình còn la lạc la sốt nữa, là các ngài bận, cái này sự thật. Nếu chúng ta nghiệm suy kỹ là đó, tức là người đã là người xuất gia, là người không nhà, không trách nhiệm vợ chồng con cái, không có trách nhiệm của nghề nghiệp, không có trách nhiệm của thế sự, và chúng ta phải nói rằng là bởi vì ngày hôm nay có nhiều cái việc, đúng như là có nhiều việc phật sự cần phải làm, nhưng những cái việc gì nó xứng đáng thì chúng ta mới làm. Quả thật cũng biết nói sao đây, dù ngày hôm nay cái chuyện mà đám đình ma chay cứ hỏi việc này việc kia để đáp ứng một tinh thần, trước nhất là để cái tâm tư của người ta, rồi từ chỗ đó chúng ta mới đào sâu cho người ta hiểu được, thì nó cũng là một vấn đề, chứ không phải là một chuyện mà chúng ta gọi là ở chùa mà được, coi như đóng cửa mà tu yên ổn đâu. Có chuyện đó không có đơn giản đâu. Nhưng quả thật nếu chúng ta thật sự có muốn thì chúng ta phải làm sao mà sắp xếp được, nhờ được, giao được, thì đó cũng chính là một điều mà rất là tốt đẹp. Cho nên vì vậy cái sự thật thì phải nói lên. Còn cái duyên của mỗi người, nhiều khi người ta làm cái duyên phật sự đó cũng là cái việc chung cho Phật pháp, nhưng dĩ nhiên cái cá thể thì nó mất mát nhiều, cái cá nhân thì nó cũng mất đi một phần. Mà chúng ta chuyên tu, chúng ta niệm mật để tự giác, để giác tha, là chính xác như vậy. Còn những người vào tu, nếu chúng ta đã tu thì chúng ta phải hướng tâm tu, đã buông bỏ thì phải nói thực sự bỏ cho đúng, bỏ cho hết, thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái kết quả, hay cái đạo vị của chính mình ở hiện tại cũng như ở tương lai. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là ý con là như thế. Chắc chắn rằng còn cái
nhiều cái ý tốt đẹp nữa, thì kính cung thỉnh ngài bổ túc cho được hoàn mạng. Và con kính cung thỉnh hòa thượng quay trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao tu, kính trực thì còn được việc rất nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo lời của hòa thượng đại sư và thì còn được việc, chúng tôi xin được nói lời ở đây một vài điểm trước khi chúng ta kết thúc lớp học hôm nay. Thời đại của chúng ta là thời đại mà cuộc sống con người bị phân tâm rất là nhiều thứ. Chúng ta sống phong phú hơn, có chiều rộng hơn. Hầu như ngồi một chỗ thì chúng ta cũng nhận được nhiều cái tin tức, sự hiểu biết về cuộc sống của cả nhân loại, Đông Nam, Tây Bắc, khắp các châu lục. Nhưng mà chúng ta dễ rơi vào trong một cái tình trạng là chúng ta biết nhiều, nhưng mà lại thiếu chiều sâu. Chúng ta biết chuyện thiên hạ, mà lại không biết rõ về thân tâm của mình. Chúng ta nâng cao cái sự hiểu biết, nhưng mà chúng ta lại không có cái tập trung. Chúng ta có trí tuệ, mà chúng ta không có tâm định. Nói một cách khác là có nhiều khi chúng ta có trí tuệ mà không có sự khôn ngoan. Ở trong Anh ngữ á, người ta có dùng cái chữ gọi là knowledge, là kiến thức hay là kiến văn. Nhưng mà knowledge không phải là wisdom. Wisdom là sự khôn ngoan trong đời sống. Ví dụ như là chúng ta rất thông minh, học được nhiều thứ, nhưng mà những thứ mà chúng ta học á, nó không có lợi lạc nhiều một cái thực dụng á, thì cái đó là chúng ta có knowledge và chúng ta không có wisdom, tức là chúng ta có kiến thức và chúng ta không có sự khôn ngoan. Đời sống này á, thì chúng ta rất cần sự khôn ngoan. Khôn ngoan là mình làm thế nào đó mà mỗi bước đi tới, mỗi một giai đoạn của cuộc đời, bản thân của chúng ta được tu dưỡng nhiều hơn, trí tuệ của chúng ta thực tế hơn, và chúng ta làm cái gì đó mà thực sự là tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta không phải là một tôn giả Rahula. Tôn giả Rahula lúc 7 tuổi nghe lời mẹ đã đến xin trao cho mình cái tài sự ghế là ngai vàng. Và Đức Thế Tôn ngài đã nói tôn giả Sariputta là Như Lai sẽ trao cho đứa con này cái thánh sản, và ngài đã cho tôn giả Rahula con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, không ai trong chúng ta cũng như vậy. Đôi khi chúng ta có rất nhiều tài sản, có rất nhiều kiến thức, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã đủ khôn ngoan để cuối cuộc đời này mình cảm nhận rằng cái gì mình có được sử dụng đúng chỗ, thời gian mình có được sử dụng một cách xứng đáng, và cái năng lực mình có được dồn vào đúng chỗ. Chúng ta có rất nhiều, nhưng mà chúng ta phung phí. Chúng ta đã từng phung phí thanh xuân của mình, chúng ta đã từng hoang phí những đồng tiền của mình, chúng ta đã từng bỏ dở bao nhiêu cơ hội, và thậm chí sống cả cuộc đời mà chúng ta vẫn không hiểu nổi câu là ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Dù nói cả ngàn lời nghe không, nghe xong không bổ ích, không bằng nói một lời mà nghe xong thì tâm được tịnh lạc. Chúng ta có đủ sự khôn ngoan đó hay không? Chúng ta có đủ cái wisdom như vậy hay không? Hay là đời sống này chúng ta mãi mãi là một người đi góp nhặt, nhưng mà rồi trong sau sự góp nhặt đó chúng ta không là gì cả. Chúng ta, người ta có, mình cũng có cái này, mình cũng có cái này, nào là địa vị, danh vọng, nhà cửa, tiền bạc, nhưng mà rồi một tối nào đó mình về, mình nằm ngủ trên giường, thân tâm rã rời, thân mình mệt mỏi đã đành rồi mà tâm mình cảm thấy buồn chán vô nghĩa. Đã bao nhiêu lần trong chúng ta cảm thấy mình thất vọng với cái gì mình có. Tại vì
Như vậy thưa quý vị, nếu mà mình có hiểu Phật Pháp thì thấy rằng nội tâm của chúng ta cần được tu tập, nội tâm của chúng ta cần được hàm dưỡng, nội tâm của chúng ta cần được hung tu. Để bên ngoài trời mưa trời nắng, bao nhiêu thăng trầm đổi thay của thời thế, bao nhiêu cái sự thay đổi của cuộc đời, nhưng mà trong nội tâm của chúng ta trí tuệ được thắp sáng và cái khả năng tập chú có được, chúng ta có được cái nội hàm, có sức mạnh của tâm tư, thì chúng ta vẫn có được một thứ mà đa số chúng sanh không có. Thứ đó là gì? Cái mà Đức Phật dạy chúng ta rằng hãy tâm còn dao động thì không có khinh an, và tâm không có khinh an thì không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc an lạc thì không có điều kiện để tăng tiến trong sự giải thoát. Chúng ta nhớ một điểm là tâm mà không dao động thì mới được khinh an. Dạ. Tâm mà không dao động thì chúng ta mới nhẹ nhàng. Và lâu lâu chúng ta phải tự đặt lại một câu hỏi rằng mình đã có được rất nhiều trong đời sống này, nhưng mà sau tất cả những điều đó, cái tâm của chúng ta có được vững chãi không? Tâm của chúng ta có bớt dao động hay không? Hay là mình có rất nhiều, nhưng mà người ta nói mình già thì mình cũng buồn, người ta nói mình trẻ thì mình vui, người ta nói mình đẹp thì mình vui, người ta nói mình không đẹp thì mình buồn, người ta nói thế này mình vui, nói thế kia mình buồn. Chúng ta thử đặt câu hỏi thôi, tâm của chúng ta có dao động hay không? Mà tâm còn dao động, còn lo sợ, còn sợ hãi, tâm của chúng ta không có vững thì bảo rằng mình hạnh phúc thì mình tạm gọi là một thứ hạnh phúc không có chân đứng. Một hạnh phúc không có chân đứng giống một người mà đứng giữa dòng sông mà cái chân không có chạm đất. Thì thưa quý vị, người đó có thể bị hụt chân, người đó có thể sẽ không tìm được và không tìm được sự an ổn. Ở trong cái phần đầu của kinh Tương Ưng đó, thì thưa quý vị có một cái bài kinh mà qua đó Đức Phật này có trả lời cho vị chư thiên. Thì chúng thấy một người đứng giữa dòng sông mà chân không chạm đất, bảo rằng an lập bình an thì lấy gì bình an? Chúng ta đang chìm nổi, đang hụt lặn giữa biển đời mà làm sao bình an dưới dòng sông? Thì cũng tương tự như vậy, cho đến khi nào mà chúng ta có cái căn bản nội tại thì đúng là chúng ta đứng dưới nước mà chân chạm đáy sông. Khi mà chúng ta không có căn bản nội tại đó thì chúng ta nhớ rằng chúng ta vẫn dao động. Và khi mà chúng ta còn dao động mà chúng ta dám khẳng định người khác tôi hạnh phúc đó, thì cái khẳng định đó nó chỉ là một sự khẳng định của một người thiếu hiểu biết, chỉ khẳng định người thiếu nội của một người nông nội. Không có ai mà tâm không vững vàng mà người ta hạnh phúc của cuộc đời này hết. Và chúng ta lấy cái gì, lấy cơ sở gì mà chúng ta gọi là tâm mình vững hay tâm không vững? Thì thưa quý vị, trong Phật Pháp thì nói rất rõ rằng tâm của chúng ta có được cái sự thành thạo thuần thục ở trong niệm và định thì chúng ta có căn bản. Mà càng quên mình, càng dao động, tức là càng thiếu niệm và thiếu định thì chúng ta mất đi căn bản để sống. Bởi vì lời của Đức Phật dạy từ ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn chỉ có một thông điệp là cái hạnh phúc thực sự của đời sống nó đến từ cái sự trưởng thành của nội tâm. Và sự trưởng thành của nội tâm là một cái đầy đủ những tố chất của niệm và định. Không có ai mà cuộc sống mà cứ luôn luôn dao động, luôn luôn quên, luôn luôn sống ở trong sự lặng hụt của biển đời mà người đó có hạnh phúc không có. Chúng tôi đã từng bơi qua sông, và chúng ta thì chúng ta cũng nghe tu tập đi. Bao nhiêu người có tiền bạc rất nhiều, bao nhiêu người có cuộc sống đủ thứ những cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng rồi bản thân của họ không có được cái sự vững chãi của nội tâm thì thật ra họ khổ.
cái khổ đó chúng ta không hiểu nổi hết đâu. Mình nghĩ rằng ô, những ai có được những thứ đó thì lấy có gì mà khổ. Nhưng không, nó rất là khổ, thực sự rất khổ. Và do vậy bài học ngày hôm nay là bài học về chánh định. Chúng ta đi vào cái chi phần cuối của bát chánh đạo, tới chúng ta sẽ có một cái tổng lược về những gì mà mình học, và chúng ta sẽ rút ra từ đó những bài học rất là quan trọng. Nhưng mong rằng ngay trong cuộc sống hàng ngày, xin cho chúng ta mỗi buổi tối đi ngủ, buổi sáng thức dậy có được cái sự tập trung, và từ cái sự tập trung đó chúng ta có được sự thành thục, trưởng thành trong pháp học, trưởng thành trong pháp hành, trưởng thành trong lời dạy của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bổn Sư Tham Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Tứ Ứng Bộ và vị giảng sư là Tự Tọa Pháp Đăng. Kính trình lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Dạ. Con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô thai. Chúng sanh trong kiếp thành chân,
đem tâm thanh tịnh cầu tâm tới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phật đạo chẳng biến thành không. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu tâm tới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu tâm tới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phật đạo trong biến thành.